Xin chào các bạn, hôm nay Ken sẽ review một chiếc xe của Ken. Chiếc xe của bé Ken mới mua. Đây. Chiếc xe bé mới cục dây lên. Đây. Một chiếc xe. Thì tôi gọi là xe này xe trộn bê tông. Đó. Mới mua với giá trị là 48.000. Cái sự đầu tư của bà ngoại bé Ken. Đây. Mới mua về mất tiêu hết con mắt, còn có một con. Xe này xe gì? Đó. Đầu thú mà mình chọn bê tông nó có thể chạy đi được. Không, vô. Chạy đi khắp nhà. Quậy khắp nhà luôn. Đấy, nè. Lại. Đây, ghê chưa? Ôi, nè. Xe chạy. Siêu xe chạy quá dữ. Đó, rồi. Đây, video review xe tôi đã kết thúc.